Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đào Thanh Thảo, sinh năm 1987, cư trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, về tội cướp giật tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, Thảo sau khi nhậu cùng một số người bạn thì điều khiển xe mô tô đi công việc. Khi đến khu vực thuộc ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh thì phát hiện Trịnh Như Huỳnh, sinh năm 2005, cư trú xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, đang điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều. Trên cổ có đeo dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng 2,9 chỉ. Lúc này, Thảo chạy lên áp sát rồi giật sợi dây chuyền của Huỳnh, sau đó tăng ga bỏ chạy. Bị giật tài sản, Huỳnh điều khiển xe mô tô đuổi theo, đồng thời truy hô. Khi đuổi theo được một đoạn thì Huỳnh đuổi kịp và tông vào xe của Thảo, làm cả hai té ngã xuống đường. Người dân xung quanh nghe thấy Huỳnh truy hô nên đã đến bắt giữ Thảo và giao cho cơ quan công an xử lý. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã ra tay cướp giật tài sản của người đi đường. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.